Hiện tại bây giờ là gần 11 giờ trưa, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn này. Hôm nay sẽ làm món thịt bò rậu chiên giòn, ăn với gỏi càng cua, bớp với trứng, thịt heo kho măng. Đó, hôm nay mình sẽ làm. Mẹ đang gói sa tế nè, một bạn và đang phụ để mà gói hàng. Thì bây giờ nhờ cô ba chiên giùm cho mình cái thịt nha mọi người nha. Rồi bây giờ bắt đầu lên bỏ sôi nha mọi người nha. Bỏ nhanh đi cô ba. Đi không? Dạ. Không có dao đâu. Dạ. Ớt thì dần dần lắm. Nổ da. Đó. Úi trời. Có bạn nói là bỏ miếng muối vô. Ô. Không muối rồi đó. Không muối chưa? Ngon rồi nữa hả? Vậy hả? Rồi chạy đi, chạy đi. Này ngon mà ớn được cái vụ văn văn này quá. Để đi không ai đây hết nên cho nó tự thoải mái văn thoải mái đi. Ngon ngon vậy. Không vậy mẹ, chúc mình ăn nước mắm. Chúc mình làm miếng nước mắm, pha miếng nước mắm nhà ngân đập như đâm miếng nước mắm. Ngon ghê. Luộc sơ trước đó mọi người nên làm chiên nó rất là lẹ. Thằng giòn cú luôn, đã luôn. Mọi người ơi, đây là rau càng cua. Ba con. Có mẹ con không mày? Dạ. Rau càng cua bớp với trứng nè. Giấm. Còn bên đây là thịt kho măng nè. Đó, còn đây là chiên. Rồi bữa ăn ngày hôm nay thì cũng rất là đơn giản mà. Cầm tình quê hương. Rồi mọi người qua bàn nha. Xin chào cả nhà. Mời chào buổi mấy cháu buổi sáng nha. Hôm nay ăn cơm trưa. Dễ mát mẻ nha. Khéo khoắn nha. Bữa cơm ngày hôm nay thì có những cái món ăn như này là rau càng cua bớp với giấm với lại trứng, rồi thịt chiên, rồi thịt kho. Thịt kho măng cả nhà ơi. Ông ngoại thì mọi người thấy không? Ông ngoại ổng không có răng nhưng ổng lại khoái ăn cái thịt chiên giòn. Nó ngon. Nên là hôm nay muốn làm lại cho ông ngoại ăn. Rồi thôi xin mời mọi người cùng vào bàn ăn trưa bây giờ bàn ngày hôm nay nha mọi người ơi. Xin rồi mời ông ngoại, mời mẹ, mời con. Mời đại gia đình nha. Nè trang miếng nước mắm cho ông ngoại. Ba đâu ăn dạ, ăn cua được hả? Có nhiều quá ngoại ơi. Sớt mẹ ăn chút, chia ra, sớt bảo ăn chút. Nếu sao không, ông ngoại nhảy chơi ba thịt. Trời ơi, vậy là ở dưới ăn dụng. Ăn dụng rồi. Trời ba cậu kệ, ba cậu phẳng, ba cậu ngon. Mà ngon. Ngon không ba, vừa ăn hả ba? Ngon. Cái này không có ướp gì hết mọi người. Cô thay miếng, cô ba cô thải vô miếng muối. Mà ngon. Đúng, phải lo đúng, nhưng mà thiếu. Muối vậy không, cái này chắc có ngửi vừa mới thật. Ngon. Cái con cua này chắc ngon lắm. Nước mắm ngon luôn. Cô ba làm hả? Xin mời cả nhà. Nước mắm ngon, nước mắm cô làm ngon ghê. Được cái cô ba có vẻ giống đam mê nấu ăn á. Cô thích nấu ăn lắm cả nhà. Nấu ăn chỉnh chu đàng hoàng lắm nha. Nhưng mà cô ảnh làm rất nhanh. Bữa ăn cô ảnh làm nhanh lắm. Mà thử ăn nước mắm ngon. Ngọt. Mình chơi cả hôm nay ăn ăn gì? Cơm tấm. Tuyệt vời. Lấy á. Hai chiều làm cơm tấm lên nồi cơm mắm. Kho măng. Em học chính cô thêm một khóa này. Em làm là cũng ngon rồi đó nhưng mà. Đúng rồi, không ngon cũng ngon. Ngon nhưng mà cái này con thấy là có kinh nghiệm trong mày. Có sự từng trải kinh nghiệm. Cô ấy làm nước mắm. Cô ấy làm nước mắm để bấm nước. Đó đó. Đó. Cho nên canh như cái vị vừa hơn phải không? Mỗi làm mỗi người làm thôi. Cách rồi bà ha. Mọi người thấy sao, chôn sao không? Làm giờ ăn cơm 2 năm. 2 năm, làm video, ngồi trên đây nói chuyện với đại đình. Ở dưới,
Mọi người không làm video, mọi người ăn đi. Cũng vui, rơm rã. Nào mình chưa vậy đó. Chút muối thôi mà ngon. Chút muối thôi mà nó ngon. Bình thường vậy. Có dễ muối vô. Mà chan với nước mắm này là vừa ăn. Tại vì nước mắm ngon. Lâu lắm rồi không ăn càng cua. Hồi sáng đứng ngó 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 thôi bóp cái gì được. Bóp gì ngon. Thấy càng cua. Càng cua nghĩ tới trứng. Cái trứng này bóp càng cua cũng ngon mà bóp với chả son cũng ngon. Cái món này là nhớ ở trên bắp ba mà, bắp ba gái mình á. Làm cũng ngon. Chưa đi ở lên ở học. Còn mai hồi đó ngon biết. Cậu đó cậu đó bóp. Nó bóp bấy hết trời. Còn cậu cơm không còn lá. Hôm nay còn bóp vậy đâu. Cái này là đúng gu của ba với anh Bình luôn. Nè em bóp càng cua em không biết. Này đúng gu của ba mình luôn. Kế bên nhà mẹ càng cua quá. Đó. Sáng mẹ cắt rồi. Dạ. Ăn cái cầm cua này tốt lắm. Dạ. Đúng rồi. Nó cũng có mà điện một cái bệnh gì trong cái cầm cua này. Ba bữa không nghe mà không biết. Bữa mình đi trên xe á. Ờ, bãi vậy. Bãi vậy tốt. Mà mình nó ngắm ra khóc nữa mình không nhớ. Ngâm tắt điện thoại. Trứng của bạn tôi là tế mọi người. Cô bạn thì ăn trưa. Hàng tám vậy nè. Nó quay rồi rồi. Mình ăn gì ăn là chẳng biết. Ngại quá. Nhiều người anh chị lâu lâu mới vô thành ra ngại video. Lâu không quen mà ảnh đó mọi người. Hồi sáng rồi á. Thịt. Rau. Thịt hết 280. Rau hết 50 mấy ngàn. Khoảng 350 ngàn. Là bữa cơm cho 1, 2, 3, 4 à. 8 5, 3, 7, 8, 9. 9 người. Mà ngon. Bảo đi chợ mọi người. Sáng chở Vinh Sành đi chợ. Sáng Sành đi học. Mới quên đi học. Rồi Bảo ghé mua đồ luôn. 7 giờ. 7 giờ là... Mình với Ngân là sáng đông. Ở trên lầu đi xuống là ngồi xuống công chuyện luôn. Nên không có đi chợ được cả nhà ơi. 5 cái ngày mới đi một lần. Chở đi xong bây giờ có nhớ ra ăn gì cũng ăn gì ăn lần luôn chứ bây giờ đi về nhà cái bắt đầu một lát nữa mới đi ra chợ nữa. Một là làm biến, hai á không có thời gian. À hôm qua em kể cho mọi người nghe cái chuyện hôm qua đó, như cũng phải lên đáng lưu ý cho mọi người luôn á. Hôm qua hai vợ chồng Ngân bán hàng, cái livestream á cả nhà, livestream bán hàng là Ngân với anh Bảo, là Ngân ví dụ anh Bảo like á thì Ngân tranh thủ Ngân chốt đơn hết tất cả mọi người luôn. Vừa chốt đơn nửa tiếng là cái bạn mà đặt hàng bên Ngân đặt ba cái viên hộp viên trắng dài nè, là vừa mới đặt hàng đó cỡ chút cỡ nửa tiếng hồ Ngân đang bán hàng cho bạn chưa gửi đâu, là bạn gọi qua chị Ngân, chị Ngân sao mới vừa chốt trên live mà giờ có hàng rồi. Cái Ngân hết hồn xong Ngân gọi lại hỏi là sao vậy, là có một người tới nói là anh Bảo với chị Ngân qua kêu giao gấp cho bạn đó luôn. Bạn để cả số điện thoại cả địa chỉ trên cái livestream á cả nhà, là khi bạn mở ra là ba cái cục đó là ba cục đá. Ba cục đá mà lấy người ta 2.6 triệu. Nhưng mà rất là may mắn là bạn đó, bạn thấy lạ bạn gọi cho Ngân, nhưng Ngân kêu là giữ lại. Có ngày em bên quận 4 qua chơi mọi người. Có không, qua buổi chủ nhật. À. Rồi chơi lâu lắm mà con không có nhà. À. Em này là ba. À. Coi video nhà con á. À. Lâu lắm rồi hả? À. Mấy năm rồi hết rồi hả? Cái nhà hồi đó ở trên nhà thằng Quân Mẹ nó có lên phải không? Không, chưa. Nó là đây thì bác khác hả? Dạ. Chưa khác. Để con thấy mệt đậu tự con. Tức là Ngân đang muốn chia sẻ cái vấn đề mà bị cúp đơn đó mọi người. Là nó gói bằng gạch. Nó xạo là nó ấy này kia khác nọ. Rồi nó giao liền mà bạn kia đề phòng, bạn kia không có đưa tiền. Bạn kia nói là đợi, quá ha. Cảnh giác. Đợi gọi lại cho bên đây xác nhận, nếu đúng vậy thì mới đúng rồi. Mới nhận. Dạ. Thành ra là khi mà vừa nghe nói vậy là cũng vậy lạng và ảnh giọt chạy luôn. Bỏ chạy luôn.
bỏ chạy luôn, hù gọi công an bỏ chạy luôn. Dễ sợ, tức là cái này bảo nghĩ là nó là một cái tập đoàn luôn rồi cả nhà, chứ không phải nó là một một hai cá nhân. Cứ là nó ngồi đây nó đợi, nó đợi, tức là nó trực 5-7 đứa gì nó trực coi ai livestream, ai bỏ số điện thoại lên là nó sẽ làm vậy đó. Chứ làm sao mà trong vòng có nửa tiếng đồng hồ mà nó đã tới cái nhà của cái người đặt hàng của mình ở Bình Tân rồi. Đó. Nên là bảo nghĩ là nó là cả một cái hệ thống á, chứ nó không phải là một hai người. Nhưng mà bảo chắc cũng vô của nhiều kênh, nhiều chỗ lại. Đó đó, nhiều chỗ cho phải đi chỗ mình không? Dạ. Cái sau đó em mới nghĩ, tối nằm suy nghĩ hoài, em mới nói là thôi từ nay á, hàng đặc biệt là hàng với hàng của Tân Ngân với anh Bảo á, mọi người đặt mua nhện hoa, đặt mua kiểu uống da, kiểu một tóc, tất cả hàng Tân Ngân đều được mở ra xem hàng hết. Bắt buộc hồi xưa giờ tốt nhất là nên mở ra xem hàng. Hồi xưa giờ là mình đi cho người ta khách hàng mở mở mà. Nói luôn cho mọi người biết luôn, hàng của Tân Ngân là được mở ra xem hàng bình thường, xem đúng như là hàng Tân Ngân đang livestream hoặc hàng Tân Ngân bán thì lấy. Mình làm cái báo số gì được không? Hồi xưa giờ khách hàng muốn xem hàng không cho không hết. Dạ. Tại mình bán hàng. Mình là hàng thiệt thì mình đâu có sợ gì đâu, mình không nên cho. Phải rồi. Mở ra thấy không vừa ý trả lại. Ở Cần Thơ nha. Nó in bạc giả với 500 200 một tấn rồi. Ghê vậy. Và mà in được 1 tấn mới bị phát hiện. Ghê. Yeah. Ở Cần Thơ mình. Nói sao á. Buồn quá lộ lạ quá buồn quá ơi. Ba mình mà giờ tin tức thời sự gì á cả nhà, là ba mình giỏi lắm. Ông coi iPad mà ông coi từ cái sáng tới khuya mà. Á, mình đâu với hết phim mình chuyển qua tin tức. Không biết đâu nhiều, ba mình không biết nhiều dữ lắm. Nhiều khi hãng tin nó chưa đưa tin kịp với ngoại á. Nước ngoài nước tâm. Rót miếng nước. Con pha cho mẹ ăn miếng lật lạc. Đậm quá. Rất là nó ấm luôn. Cơm này ăn rất là ngon cả nhà. Thịt kho, thịt chiên cũng gì cũng ngon. Thịt kho măng cũng ngon, thịt chiên cũng ngon cả nhà. Bởi bữa trước giờ mình, con làm hàng con hay suy nghĩ cũng sợ. Mình không sợ mình mất một hai đơn hàng con không sợ mà. Nhưng mà con sợ là cái người tiêu dùng của mình, những người khách hàng mình á. Mất uy tín mình. Cái hàng mất uy tín. Tội nghiệp ta. Ví dụ như chị hôm qua mà con ngồi suy nghĩ hoài cả đêm không? Ví dụ như chị không có cảnh giác đi. Chị bỏ 2.6 mình nhận về 3 cục gạch. Tội nghiệp lắm cả nhà. Mà mình làm là mất uy tín mình nữa. Mất uy tín mình nữa. Mượn lợi dụng mình á. Còn bữa không lợi dụng Ngọc làm chị kia mất mười mấy triệu, 11 triệu chết luôn. Gọi điện mà khóc luôn, mình thấy mình cũng xót luôn, mình không biết làm gì, mình xót. Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình mình đến đây cũng kết thúc rồi mọi người. Thì rất là ngon, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ video của gia đình mình, và đặc biệt những câu chuyện của gia đình mình chia sẻ ngày hôm nay cũng mọi người cũng nên lưu ý và để mà tránh cái trường hợp mà bị coi như là giả mạo cũng như là trường hợp bị lừa đảo nha mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha mọi người. Thôi chào mấy cháu nha. Chúc mấy cháu khỏe khoắn à. Ngủ trưa ăn cho ngon, mẹ ngủ cho ngon giấc nha. Chiều bây giờ.